độc lạ Thái Lan, người người lũ lượt rủ nhau chui vào quan tài để đón năm mới. Mỗi dịp năm mới, nhiều người tìm đến ngôi đền Wat Takian ở vùng ngoại ô phía tây Bangkok, Thái Lan để tham gia một nghi lễ khác thường, được cho là xua xui xẻo và mang lại may mắn trong cả năm. Họ nằm vào những chiếc quan tài mở nắp, tay cầm hoa và hương, tạo thành tư thế giống như thi thể người chết trước khi bị đưa vào lò hỏa táng. Các nhà sư tụng kinh bên cạnh quan tài, trong khi những người nằm bên trong khấn người thần đã khuất. Người tham gia tin rằng họ sẽ được tái sinh sau khi hoàn thành nghi lễ và sẵn sàng khởi đầu một năm mới. Mỗi buổi lễ kéo dài khoảng 20 phút, nhà chùa có thể tổ chức 12 lễ mỗi ngày. Sau đó, các quan tài được dọn dẹp và khử trùng để ngăn bệnh truyền nhiễm. Được biết, chùa không thu phí thực hiện nghi lễ, những người tham gia sẽ công đức tùy tâm. Một người phục vụ trong chùa cho biết, mục đích của việc nằm vào quan tài không chỉ để xua những thứ xui xẻo mà còn nhắc nhở mọi người rằng không ai thoát khỏi cái chết và nên sống cẩn trọng hơn. Nghi lễ mô phỏng cái chết để xua vận đen là hình thức phổ biến trong văn hóa Phật giáo trên khắp châu Á, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, cách thực hành ở mỗi nơi lại khác nhau. Ảo thật đấy! Hiểu kiểu gì? Các bạn nghĩ sao về nghi thức kỳ lạ này? Nếu tới Thái Lan thì bạn có muốn thử thực hiện và tham gia một lần hay không? Chia sẻ cùng tin nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.